Một trong những trụ cột của tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay là khu vực xuất khẩu. Ngoại trừ dầu thô vốn đã có hành lang pháp lý và phương thức giao dịch với thế giới tương đối ổn định, những khu vực xuất khẩu khác dường như chưa phát huy được tối đa tiềm năng của mình. Theo Ngân hàng Thế giới, thì để giữ vững tốc độ tăng trưởng như những năm gần đây, Việt Nam cần tạo thuận lợi thương mại tối đa cho khu vực xuất khẩu. Vâng, thưa ông, một kết luận trong báo cáo của nhóm nghiên cứu Quang Bằng có nói rằng là Việt Nam hiện đang tăng trưởng chủ yếu dựa trên chiều rộng hơn là chiều sâu. Vậy liệu có con số nào ở trong báo cáo này có thể cho chúng tôi thấy rõ hơn cái điều này không ạ? Cái báo cáo có đưa ra một trong những cái dẫn chứng liên quan đến việc này là cái cấu trúc của cái tăng trưởng của Việt Nam bao gồm 3 phần. Phần liên quan đến vốn, lao động và năng suất. Thì cái phần mà liên quan đến vốn và lao động trong thời gian 20 năm qua ngày càng tăng, trong khi cái phần mà liên quan đến năng suất thì giảm đi. Cho đến những năm gần đây thì cái thông số cho thấy là nó giảm đi ở mức độ rất thấp. Như vậy tăng trưởng dựa nhiều hơn vào cái đầu vào, tức là lao động và vốn. Vâng, cũng nhân nói đến xuất khẩu thì chúng tôi nhận thấy là cái từ xuất khẩu nó xuất hiện hàng trăm lần trong cái báo cáo của Quang Bằng, đến 500 mấy chục lần ấy. Thì phải chăng cái điểm tư vấn cốt lõi mà các ông muốn nói ở đây là Việt Nam chỉ có thể tăng trưởng dựa vào xuất khẩu? Tăng trưởng dựa trên xuất khẩu là một thông điệp hết sức quan trọng, nhưng không phải là cái thông điệp chính của cái báo cáo này. Tăng trưởng dựa trên xuất khẩu thì thực ra đã nằm ở trong cái chiến lược phát triển của Việt Nam trước đây, cũng như là trong cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Vì thế nó không còn là cái thông điệp quan trọng nhất. Cái thông điệp quan trọng nhất của cái báo cáo này là làm thế nào để thực hiện thành công cái chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất khẩu. Vâng, và một nhận xét khác của nhóm nghiên cứu Quang Bằng cũng có nói rằng là logistics thương mại là cái lĩnh vực mà Việt Nam đang thiếu lợi thế cạnh tranh so với một số nước trong khu vực. Cụ thể là Việt Nam chưa có kết nối tốt giữa cái hệ thống các trung tâm kinh tế lớn và các cái cửa ngõ quốc tế. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết thì Việt Nam có đến hàng trăm cảng biển và sân bay, và hiện chúng tôi vẫn chưa khai thác hết công suất của cái hệ thống này. Vậy thì có thể nói là hạ tầng giao thông Việt Nam chưa tốt ở đâu, thưa ông? Cái câu hỏi này rất là hay. Thì cái bất cập ấy, nó thể hiện ở rất nhiều những cái khía cạnh. Ví dụ như là nó có những cái chất lượng cũng như là cái số lượng và các cái dịch vụ đi kèm. Ở đây tôi không chỉ muốn nói đến cái hạ tầng cơ sở giao thông, nhưng còn nó liên quan đến cả dịch vụ logistics và các cái dịch vụ của cái vận tải đa phương thức. Đấy. Và vì thế cho nên là mặc dù là nó đã thiếu, nó không đủ chất lượng, nhưng mà cái nguồn đầu tư quan trọng nhất của cái hạ tầng cơ sở là nguồn đầu tư công của chính phủ thì lại không có được một cái cách thức để mà nó tập trung vào cái hành lang giao thông chính. Vì thế cho nên là nó dẫn đến câu chuyện là có rất nhiều các cảng biển, có rất nhiều các cái hạ tầng cơ sở mà nó không nêu bật lên được cái lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Vâng, cũng theo như báo cáo của các ông thì dường như Quang Bằng có ý muốn nói rằng là sức cạnh tranh của Việt Nam đang bị bỏ lại so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế thì vẫn nói rằng Việt Nam đang có cái lợi thế tương đối về mặt địa kinh tế vì ở cạnh một cái đầu tàu đang phát triển rất mạnh, đó là Trung Quốc, và chúng ta lại còn có lợi thế về nhân công rẻ tương đối so với khu vực. Vậy thì trước mắt, trong khi mà những điều kiện về logistics thương mại và hạ tầng giao thông mà chưa cải thiện ngay lập tức được, thì liệu chúng ta có thể tận dụng hai cái lợi thế này như thế nào, thưa ông? Nhưng trước mắt thì chúng tôi nghĩ rằng là tạo thuận lợi thương mại và tạo thêm cái giá trị gia tăng, nó có thể là giúp Việt Nam tận dụng được cái lợi thế cạnh tranh hiện hành, tức là nguồn nhân công rẻ, để có thể có được một cái bước phát triển trong tương lai gần và chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo khi mà có đủ các cái điều kiện về nguồn nhân lực cũng như là nguồn vật lực cho các cái phát triển dài hạn hơn. Vâng, xin cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi.